4. Lớn, nhân cách và hành động ý chí. Để nghiên cứu hoạt động tâm lý người một cách thực sự khách quan, tâm lý học hiện đại đã sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống. Mặc dù còn hạn chế nhiều ở trình độ, song ngay từ đầu các soạn giả đã cố gắng vận dụng phương pháp trên trong sự soạn thảo của mình. Nhìn lại các phần đã được trình bày ở chương 2, ta thấy tâm lý đã được nghiên cứu theo sơ đồ cấu trúc của hoạt động, đã được nghiên cứu bằng cách phân ra các bậc trong sự thống nhất của chúng: thao tác, hành động và hoạt động. Trong chương 3, ở mức độ trừu tượng nhất định, tâm lý lại được xem là hoạt động của con người với tư cách là chủ thể của hoạt động, của nhân cách. Ở đây, một bậc thang nữa lại được đưa ra để nghiên cứu tâm lý người. Con người với tính cách là một cơ thể, cá nhân, nhân cách. Các bậc thang này lại được đưa vào một hệ thống hoàn chỉnh của nó. Hệ thống hoàn chỉnh này yêu cầu phải xem xét, nghiên cứu mọi hiện tượng tâm lý người ở mức độ hoạt động nhân cách. Ở đây không chỉ tâm lý ý thức mà cả nhân cách cũng gắn liền với hoạt động. Không thể nghiên cứu tâm lý ý thức và nhân cách tách rời hoạt động, mà ngược lại phải luôn nghiên cứu hoạt động và tốt nhất phải biết tổ chức ra các hoạt động cho đối tượng được nghiên cứu hoạt động để nghiên cứu. Điều này có nghĩa là muốn tìm hiểu tâm lý ý thức, các đặc điểm nhân cách cũng như toàn bộ nhân cách của một người, phải luôn đặt các hiện tượng muốn nghiên cứu đó vào trong các mối quan hệ qua lại giữa các thành tố tạo thành hoạt động. Bởi vì trong các mối quan hệ ấy, con người không còn là con người với nghĩa hẹp là một cá thể nữa. Trái lại, các mối quan hệ ấy chính là sản phẩm của từng người được tạo ra bằng chính hoạt động của bản thân người đó. Chính thông qua quá trình đó mà nhân cách của con người được hình thành và phát triển. Con người tự trở thành nhân cách. Nhân cách chỉ được hình thành và phát triển từ trong các mối quan hệ qua lại giữa các thành tố của hoạt động. Ở phần 1 lớn trong chương này, ta đã biết hành động là đơn vị của hoạt động, là một thành tố trung tâm và cốt lõi của hoạt động, là quá trình hiện thực hóa mục đích, là quá trình làm ra sản phẩm. Khi nghiên cứu khái niệm nhân cách ở chương 3, ta đã biết ý thức tự giác là cái lõi của nhân cách. Ở chương này ta lại thấy ý chí là mặt năng động, là mặt điều chỉnh của ý thức. Ý chí được thể hiện trong hành động ý chí. Vì vậy mà nhân cách và hành động ý chí được đặt trong mối quan hệ qua lại biện chứng với nhau. Các phẩm chất của nhân cách, các đặc điểm điển hình của nhân cách. Nói rộng ra, toàn bộ nhân cách của con người được thể hiện rõ ràng trong hành động. Thông qua việc xác định mục đích hành động, thông qua sản phẩm làm ra khi hành động đã được kết thúc. Nhìn vào quá trình tổ chức và thực hiện hành động của một người, người khác và bản thân chủ thể hành động cũng có thể biết được tài năng, những nét tính cách, những phẩm chất ý chí, tình cảm, hứng thú của chủ thể hoạt động. Đồng thời chính thông qua hành động, một số phẩm chất mới của nhân cách có thể được hình thành. Các phẩm chất đã được hình thành tiếp tục được củng cố và phát triển. Xem thêm phần hoạt động và nhân cách ở chương 3. Để sáng tỏ được mối quan hệ qua lại giữa nhân cách và hành động ý chí, ta cần tìm hiểu khái niệm về hành động ý chí và cấu trúc tâm lý của nó. Một nhỏ, khái niệm về hành động ý chí. Hành động ý chí là hành động của con người nhằm đạt được mục đích đã được tự giác từ trước. Trong quá trình thực hiện hành động, con người luôn có sự nỗ lực của bản thân để đạt cho được mục đích đã định. Hành động ý chí thường có 3 đặc điểm chủ yếu sau là hành động có mục đích này đã được đề ra từ trước một cách có ý thức, luôn có sự lựa chọn phương tiện và biện pháp để thực hiện mục đích đã định, đòi hỏi có sự nỗ lực bản thân nhằm khắc phục những khó khăn trở ngại bên trong cũng như bên ngoài trên con đường đi tới đích. Dựa vào mức độ tham gia của 3 đặc điểm trên vào trong hành động ý chí lại được chia làm 3 loại dưới đây. Loại 1, hành động ý chí đơn giản. Đây là những hành động có mục đích rõ ràng, nhưng 2 đặc điểm sau không được thể hiện đầy đủ, tường tận. Ví dụ, trẻ em đang vui chơi thoải mái, khi nghe thấy tiếng gọi liền về ngay. Loại thứ 2, hành động ý chí cấp bách. Đó là những hành động diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, sự quyết định tức thời. Ở loại hành động này, 3 đặc điểm trên hầu như liên hệ chặt chẽ với nhau. Loại thứ 3, hành động ý chí điển hình. Đây là loại hành động thể hiện đầy đủ và rõ ràng 3 đặc điểm trên. Hành động ý chí là hành động chỉ có ở người, là hành động đặc trưng cho người. Chính nhờ có hành động ý chí mà đã tạo ra được tính người trong con người, mới hình thành và phát triển được nhân cách. 2 nhỏ, cấu trúc tâm lý của hành động ý chí. Ở hành động ý chí điển hình thường có 3 thành tố cơ bản tạo nên nó. 3 thành tố này được xem như là 3 giai đoạn của một hành động ý chí. Đó là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện, giai đoạn kiểm tra và đánh giá kết quả. A nhỏ, giai đoạn chuẩn bị. Người ta còn gọi giai đoạn này là giai đoạn trí tuệ. giai đoạn suy nghĩ và cân nhắc. Nó được chia làm các khâu: đề ra mục đích, lập kế hoạch và lựa chọn phương tiện biện pháp hành động, quyết định hành động. Đề ra mục đích hành động. Để hành động, trước hết con người phải luôn xác định được mục đích của hành động. Mục đích của hành động thường xuất hiện đầu tiên ở con người dưới dạng biểu tượng, rồi nó được hình thành và cụ thể hóa dần, được vật thể hóa để có một hình thức tồn tại là sản phẩm. Ở khâu này, con người phải hình dung ra kết quả của hành động, nghĩa là con người luôn đặt ra câu hỏi làm việc đó để làm gì, muốn đạt được cái gì thông qua hành động đó. Chính nhu cầu của cuộc sống hiện thực đã thúc đẩy con người hành động. Tùy theo mức độ phản ánh của nhu cầu trong ý thức của con người, mà mục đích của hành động cũng được thể hiện ở các mức độ khác nhau dưới đây. Mức độ ý tưởng xuất hiện khi nhu cầu được phản ánh vào trong ý thức chưa rõ ràng. Mức độ ý muốn được thể hiện một khi nhu cầu đã được ý thức rõ ràng hơn. Đây là lúc con người đã xác định được đối tượng để thỏa mãn nhu cầu. Mức độ ý định, đây là lúc nhu cầu đã được ý thức đầy đủ. Lúc này con người không chỉ xác định được đối tượng của nhu cầu, mà còn xác định được cả cách thức thỏa mãn đó. Trong quá trình đề ra mục đích cho hành động, thường diễn ra sự đấu tranh bản thân để lựa chọn mục đích. Bởi vì cùng một lúc con người có thể có nhiều mục đích khác nhau, đôi khi trái ngược nhau. Vì cùng một lúc con người có thể có nhiều nhu cầu khác nhau cho hành động của mình, mà thực ra mọi hành động của con người không thể luôn thực hiện được tất cả các mục đích. Trong sự đấu tranh để lựa chọn mục đích thì vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống, tình cảm, nói rộng ra là các phẩm chất, các nét và đặc điểm tâm lý của nhân cách giữ vai trò quyết định. Nhân cách ảnh hưởng tới hành động ý chí ngay từ khâu đầu tiên của hành động. Đồng thời sự khuyên nhủ của những người xung quanh, đặc biệt của người lớn có uy tín, dư luận xã hội cũng giữ vai trò quan trọng trong việc đề ra mục đích của hành động. Rõ ràng là tính người của con người được thể hiện và hình thành từ ngay trong hành động và giao lưu. Bản chất xã hội, lịch sử của con người được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Lập kế hoạch và lựa chọn biện pháp cách thức. Với hành động phức tạp điển hình, thường khâu này diễn ra sau khâu đầu. Khi mục đích đã được xác lập, con người mang mục đích đó luôn phải suy nghĩ để có sự lựa chọn một cách hợp lý các phương tiện và biện pháp thực hiện. Bởi vì, cùng một mục đích, con người có thể thực hiện bằng các phương tiện biện pháp khác nhau. Đồng thời với việc lựa chọn biện pháp và phương tiện thực hiện hành động, con người lập kế hoạch để thực hiện hành động của mình. Trong việc lập kế hoạch và lựa chọn phương tiện, biện pháp có thể lại nảy sinh ra những khó khăn chủ quan và khách quan. Tại trong chủ thể lại diễn ra sự đấu tranh bản thân để đi đến quyết định. Việc lập kế hoạch, đặc biệt là việc lựa chọn phương tiện và biện pháp hành động, thường chịu sự quy định của mục đích hành động. Tùy theo nội dung của mục đích hành động mà chủ thể lựa chọn phương tiện và phương pháp hành động. Nếu việc lựa chọn phương tiện, biện pháp phù hợp với mục đích, thì hành động được khởi động. Ngược lại, nếu muốn liên hệ lại không diễn ra theo chiều thuận, thì con người cần phải điều chỉnh lại kế hoạch, phương pháp và phương tiện. Ở đây, ý chí tham gia vào việc điều chỉnh hành động diễn ra theo hướng đạt mục đích đã định. Việc lựa chọn phương tiện biện pháp hành động sẽ tiếp tục diễn ra trong quá trình hành động, cho tới khi hành động đạt được đích. Trong việc lập kế hoạch, lựa chọn hợp lý phương tiện và biện pháp trong việc đấu tranh bản thân để đi tới quyết định, lại một lần nữa biểu hiện rõ trình độ học vấn đạo đức, tài năng, nhân cách của chủ thể. Khâu cuối cùng, quyết định. Đây là một khâu quan trọng, khâu kết thúc giai đoạn chuẩn bị, hoàn chỉnh, thống nhất của một hành động ý chí. Quyết định hành động có nghĩa là dừng lại ở một mục đích với những phương tiện và biện pháp thực hiện hợp lý, theo một kế hoạch đã định. Trước khi bắt tay thực sự vào hành động, thì sự là hình ảnh tâm lý tồn tại trong đầu óc chủ thể. Nó mới chỉ là xu thế của hành động. Để đi đến quyết định, đòi hỏi chủ thể phải có sự nỗ lực ý chí lớn lao. Giá trị nhân cách của con người cũng được thể hiện rõ trong khâu quyết định hành động này. Ý chí con người không chỉ thể hiện ở giai đoạn chuẩn bị, ở khâu quyết định hành động. Một mình sự quyết định chưa cho phép xem xét đánh giá đầy đủ và đúng đắn về ý chí con người, mà việc chuyển từ quyết định sang việc thực hiện hành động mới là một sự biến đổi về chất. Thiếu giai đoạn này thì hành động cũng không còn là hành động ý chí. B nhỏ, thực hiện hành động. Nếu việc quyết định một hành động đã là một sự khó khăn, đòi hỏi có sự nỗ lực ý chí lớn, thì việc thực hiện quyết định nhiều khi còn khó khăn phức tạp hơn nhiều. Bởi vì từ chỗ quyết định đến lúc thực hiện xong quyết định còn là cả một đoạn đường dài, đầy gian lao thử thách do những điều kiện khách quan và chủ quan chưa lường trước xuất hiện. Những khó khăn chủ quan bên trong đòi hỏi chủ thể phải có sự nỗ lực ý chí để vượt qua. Trong giai đoạn thực hiện hành động này có thể là nguyện vọng chưa chín mùi, mâu thuẫn với thực tế, thể trạng, tâm trạng không phù hợp với yêu cầu hoạt động, vân vân. Trong quá trình thực hiện hành động, nhiều khi cũng nảy sinh những khó khăn từ bên ngoài đưa đến. Những khó khăn này có thể là dư luận xã hội, tập thể bạn bè, người thân không ủng hộ, điều kiện tự nhiên không phù hợp với mục đích đã định, v.v. Không có sự nỗ lực ý chí, chắc chắn con người không thể vượt qua được những khó khăn này. Sự nỗ lực ý chí của con người trong tất cả các giai đoạn của hành động ý chí, đặc biệt là ở giai đoạn 1 và 2, phụ thuộc nhiều vào các đặc điểm tâm lý của nhân cách. Trước hết là các phẩm chất của ý chí, các nét tâm lý của nhân cách như thế giới quan, xu hướng, tư tưởng, ý nghĩa xã hội của các nhiệm vụ đã được chủ thể ý thức, v.v. Để đánh giá mức độ của sự nỗ lực, ý chí và qua đó có thể xác định, đánh giá các phẩm chất của ý chí, các nét nhân cách cũng như toàn bộ giá trị nhân cách của người khác và bản thân, cần căn cứ vào mục đích mà chủ thể đã chấp nhận, căn cứ vào kế hoạch, phương tiện, biện pháp mà chủ thể đã lựa chọn. Cao hơn nữa cần căn cứ vào mức độ đấu tranh của bản thân trong quá trình đi tới mục đích của hành động. Một khi con người đi chệch mục đích đã được bản thân chấp nhận, việc lựa chọn biện pháp, cách thức không hợp lý, việc thực hiện hành động không theo một kế hoạch đã định, v.v. thì đó là sự biểu hiện của con người không có ý chí trong hành động. Một khi hành động ý chí được thực hiện, tức là mục đích của hành động đã đạt được, những khó khăn đã được khắc phục, thường con người cảm thấy có sự thoải mái, phấn khởi, lạc quan, vững tin vào sự cố gắng, nỗ lực của mình, nghĩa là một số phẩm chất, nét tâm lý của nhân cách sẽ được hình thành và củng cố thông qua hành động. C. Kiểm tra đánh giá kết quả của hành động. Thực hiện xong hành động chưa có nghĩa là hành động ý chí đã hoàn toàn kết thúc. Bởi vì sau khi thực hiện xong hành động, con người thường bao giờ cũng có sự đánh giá kết quả đã đạt được thông qua hành động của bản thân. Việc đánh giá kết quả hành động đã đạt được là rất cần thiết, không chỉ cho các hoạt động tiếp theo mà còn rất cần thiết cho ngay cả hoạt động mà bản thân đã thực hiện. Chỉ có thông qua sự kiểm tra đánh giá sản phẩm của hành động mà bản thân vừa thực hiện, con người mới thấy được giá trị của sản phẩm do mình tạo ra so với mô hình về mục đích của hành động đã được chủ thể hình thành trong óc trước khi bắt tay vào hành động. Chỉ có thông qua kiểm tra đánh giá sản phẩm đã được tạo ra, con người mới thấy được giá trị xã hội về sản phẩm của mình, mới thấy được giá trị nhân cách của mình. Hơn nữa, việc kiểm tra đánh giá kết quả của hành động được hiểu rộng ra, không có nghĩa chỉ là sự kiểm tra đánh giá kết quả cuối cùng của hoạt động, mà công việc này còn diễn ra ở cả hai giai đoạn đầu của hoạt động. Chính nhờ sự kiểm tra và đánh giá này, con người mới có thể điều chỉnh kịp thời và chính xác từng thao tác tay chân và trí tuệ của mình để hành động đạt kết quả cao nhất, để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao theo đơn đặt hàng của xã hội, theo mục đích mà bản thân đã định. Ba giai đoạn của một hành động ý chí điển hình đã được đề cập đến ở trên có liên quan mật thiết và kế tiếp nhau. Chúng vừa là tiền đề vừa là kết quả của nhau. Giai đoạn xác định mục đích sẽ quy định giai đoạn thực hiện, nhưng mục đích chỉ rõ dần, cụ thể dần trong giai đoạn thực hiện và hơn thế nữa. Mục đích của hành động chỉ có thể đạt được khi có sự điều khiển, điều chỉnh của ý chí trong tất cả ba giai đoạn của một hành động. Vì vậy, việc phân chia hành động ý chí ra thành ba thành tố cơ bản như trên, về mặt cấu trúc chỉ là tương đối. Mặt khác, việc phân chia này còn chỉ cho ta thấy mối quan hệ qua lại giữa nhân cách với hành động ý chí của con người, các phẩm chất, các đặc điểm tâm lý của nhân cách. Nói rộng ra, toàn bộ nhân cách của con người được hình thành trước hết trong hành động ý chí, được củng cố, phát triển và được biểu hiện trong từng khâu, từng giai đoạn của hành động ý chí. 5. Lớn, vài nét sơ lược về hành động tự động hóa. Hành động tự động hóa là những hành động vốn xuất thân từ hành động ý chí, nhưng về sau do luyện tập nhiều lần, do được lĩnh hội trong quá trình sống mà có. Căn cứ vào mức độ luyện tập và mức độ lĩnh hội trong quá trình sống của con người, hành động tự động hóa được chia làm 3 loại khác nhau: kỹ năng, kỹ xảo và thói quen. 1. Kỹ năng. Kỹ năng là những hành động được hình thành do sự bắt chước hoặc trên cơ sở tri thức mà có. Chúng có những đặc điểm dưới đây: đòi hỏi sự tham gia thường xuyên của ý thức, sự tập trung của chú ý, cần tiêu tốn nhiều năng lượng của cơ thể. Hành động chưa được khái quát, vì vậy thường có nhiều động tác thừa trong quá trình thực hiện hành động. Còn mắc nhiều sai lầm trong khi thực hiện hành động do động tác chưa chính xác. Vì vậy thị giác thường đóng vai trò quan trọng chủ yếu trong việc kiểm soát hành động. 2. Kỹ xảo. Kỹ xảo là những hành động đã được tự động hóa nhờ luyện tập. Ý thức chỉ xuất hiện lúc bắt đầu, lúc tăng giảm cường độ và lúc kết thúc hành động. Vì vậy mà kỹ xảo không cần tiêu tốn nhiều năng lượng. Hành động đã được khái quát, ít có động tác thừa, ít mắc sai lầm trong khi thực hiện, không đòi hỏi sự kiểm tra bằng mắt và thường được kiểm tra bởi các cơ quan vận động. Ba nhỏ thói quen. Thói quen cũng là những hành động tự động hóa đã được con người ý thức như là nhu cầu của bản thân. Thói quen có một số đặc điểm phân biệt với kỹ xảo dưới đây. Thói quen mang tính chất của một nhu cầu, còn kỹ xảo mang tính chất kỹ thuật thuần túy. Thói quen luôn gắn liền với những tình huống nhất định, còn kỹ xảo không nhất thiết phải gắn với tình huống cụ thể. Thói quen khi đã được thành lập thường khó phá vỡ hơn so với kỹ xảo. 4 nhỏ, một số quy luật và điều kiện hình thành kỹ xảo. A nhỏ, một số quy luật. Để hình thành kỹ xảo cho người khác cũng như cho bản thân, cần lưu ý đến một số quy luật sau. Quy luật về sự tiến bộ không đều, quy luật đỉnh, quy luật giao thoa, còn gọi là quy luật tác động qua lại giữa kỹ xảo cũ và mới. Quy luật về sự suy yếu của kỹ xảo. B nhỏ, điều kiện. Điều kiện khách quan. Không hiểu mục đích, ý nghĩa của kỹ xảo. Phải tập trung chú ý cao độ. Phải luyện tập có hệ thống. Việc luyện tập cần được tiến hành thường xuyên. Phải thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra. Phải thay đổi điều kiện và phương pháp luyện tập một cách linh hoạt. Điều kiện chủ quan. Tình trạng sức khỏe, đặc điểm tâm lý của lứa tuổi, đặc điểm giới tính, đặc điểm về nhân cách. Trong các lĩnh vực hoạt động học tập, lao động, công tác, sinh hoạt, v.v., cần hình thành cho người khác cũng như cho bản thân những hành động kỹ xảo và thói quen, nhất là những thói quen tốt. 6 lớn, đặc điểm ý chí của học sinh phổ thông trung học. Do tính chất hoạt động của học sinh phổ thông trung học thay đổi, do sự thay đổi địa vị của họ trong nhà trường, gia đình và trong hệ thống các mối quan hệ xã hội, mà đặc điểm ý chí, một trong các đặc điểm điển hình của nhân cách của học sinh phổ thông trung học, có những nét nổi bật so với các lứa tuổi trước. Mức độ trưởng thành về mặt thể chất, sự phát triển về mặt nhân cách, trong đó có các phẩm chất ý chí mới, sẽ thôi thúc họ vươn tới cuộc sống tương lai và tạo điều kiện cần thiết để họ chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập. So với tuổi thiếu niên, học sinh phổ thông trung học đã có sự nỗ lực ý chí trong một thời gian dài hơn, có tinh thần khắc phục những khó khăn một cách có ý thức để hoàn thành nhiệm vụ và để đạt được mục đích đã định. Tìm hiểu các dự định cũng như quan sát các hành động hàng ngày của học sinh tuổi này. Họ thường ít dao động, không sợ những yêu cầu cao của người lớn, giáo viên đặt ra. Nhiều học sinh miệt mài với các bài tập, bài học khó, đòi hỏi sự nỗ lực ý chí trong một thời gian dài. Các phẩm chất ý chí ở học sinh phổ thông trung học cũng có những nét độc đáo so với lứa tuổi trước, đặc biệt ở tuổi thiếu niên. Tính mục đích của học sinh phổ thông trung học đã ngày càng gắn liền với những thúc đẩy cao đẹp, dần hướng vào những mục đích có ý nghĩa xã hội to lớn. Từ chỗ học tập do nhận thức là trách nhiệm hiện tại của bản thân, nhằm đáp ứng lòng mong đợi hay yêu cầu của cha mẹ, của giáo viên, bạn bè, hoặc do tính tò mò khoa học, tính ham hiểu biết thúc đẩy ở học sinh lớp 10, 11. Đến chỗ học sinh phổ thông trung học để chuẩn bị bước vào đời, để thi vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, để chuẩn bị cho nghề nghiệp sắp bước vào ở học sinh lớp 12. Tính mục đích ở tuổi này không chỉ được thể hiện ở việc đề ra mục đích, mà còn ở chỗ biết hành động theo mục đích đã định một cách có hệ thống và có kế hoạch. Mức độ bền vững cũng như ý nghĩa xã hội to lớn của tính mục đích ở tuổi này phần nhiều phụ thuộc vào hoàn cảnh, đặc biệt vào giáo dục, vào hệ thống các mối quan hệ xã hội mà các em đang sống, hoạt động và vào các đặc điểm nhân cách. Các phẩm chất ý chí đã được hình thành từ các lứa tuổi trước đó. Vì vậy, giáo dục cần tổ chức để giúp các em từng bước biết đặt mục đích nhỏ để đạt được mục đích lớn. Động cơ của mỗi loại hình hoạt động, đặc biệt là của loại hình hoạt động chủ đạo. Nếu nhu cầu đòi hỏi độc lập hành động là một phẩm chất quan trọng chủ yếu ở tuổi học sinh thiếu niên, thì ở học sinh phổ thông trung học phẩm chất độc lập của ý chí này cũng có sự thay đổi về chất. Nó được biểu hiện sâu sắc hơn ở sự suy nghĩ có tính chất phân tích, ở sự sẵn sàng suy luận và sự nhạy bén về đạo đức, ở khuynh hướng tự rèn luyện và tự giáo dục. Phẩm chất dũng cảm ở tuổi học sinh phổ thông trung học được xuất phát từ việc ý thức đầy đủ về ý nghĩa của hành động, về điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ở thiếu niên, hiện tượng lầm lẫn giữa tính dũng cảm với liều mạng nhiều khi trở thành phổ biến, thì hiện tượng đó dần hiếm tìm thấy ở các em học sinh phổ thông trung học. Phẩm chất độc lập và dũng cảm của ý chí với những đặc điểm tâm lý điển hình trên được hình thành và củng cố dần ở học sinh phổ thông trung học là hai phẩm chất quý giá, nhưng nếu không được giáo dục đúng đắn có thể dễ dàng biến dạng thành tính phóng túng, bạc tử và càng rỡ do đặc điểm lứa tuổi này gây ra. Các phẩm chất bền bỉ tự chủ ở học sinh phổ thông trung học cũng phát triển cao hơn so với tuổi thiếu niên. Các em đã biết phân tích, đánh giá tình hình khi hành động để đạt đích. Hiện tượng đọ sức với người lớn ở tuổi này không còn diễn ra phổ biến như ở tuổi thiếu niên. Tính tự chủ ở tuổi này được thể hiện rõ trong việc tự khẳng định và tự đánh giá mình. Họ ít bị dao động hơn trước ý kiến của người lớn. Phẩm chất kiên trì nhẫn nại cũng được phát triển cao ở tuổi này. Phẩm chất này được thể hiện trong tất cả các loại hình hoạt động mà học sinh phổ thông trung học tham gia vào. Họ có thể và sẵn sàng chịu đựng được các thử thách của thời gian, của các thiếu thốn, về cả vật chất lẫn tinh thần với mục đích đạt được hiệu quả cao của hành động. Đây là tuổi có lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm cao. Các em rất kính phục, tôn trọng, học tập và noi gương những con người nổi tiếng, những người có công lớn đối với dân tộc, những người có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong khoa học nghệ thuật, v.v. Nhiều em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với ý thức hoàn toàn tự giác. Lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm cao của học sinh phổ thông trung học còn được thể hiện cả trong lời hứa, trong việc làm. Học sinh phổ thông trung học có tinh thần kỷ luật, tính tổ chức cao hơn hẳn với học sinh thiếu niên. Những phẩm chất này được biểu hiện ở việc tuân theo các yêu cầu của tập thể, của tổ chức và của xã hội, ở việc xây dựng tập thể và ngay cả ở việc gắn bó mình với tập thể, ở việc thực hiện nội quy, quy chế, v.v. Bên cạnh các đặc điểm ý chí tốt đẹp được hình thành ở học sinh phổ thông trung học, cần chú ý tới một số nét ý chí tiêu cực có thể dễ được hình thành ở các em. Một khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi, giáo dục không tổ chức đúng đắn, hiện tượng tương đối phổ biến thường thấy ở tuổi này. Nhiều em còn tin một cách ngây thơ, chưa nhìn thấy giới hạn những khả năng của mình. Những em có năng lực biểu hiện ở mức cao về một lĩnh vực nào đó, thường thổi phồng quá mức năng lực của mình. Ngay cả nhiều em có năng lực được biểu hiện ở mức độ thấp, cũng thường xem nhẹ ý nghĩa của sự đánh giá ở những người xung quanh. Các em thường cho sự đánh giá đó không có gì quan trọng. Chẳng hạn, trong lĩnh vực học tập, ta thường thấy có một số em học tập ở mức độ trung bình, thậm chí còn học kém cũng tỏ ra tin ở sức mình. Một số em học sinh phổ thông trung học, thường là các em lớp 11, nhiều khi không theo kịp chương trình học ở nhà trường, nhưng vẫn đến dự các buổi ngoại khóa, mặc dù vẫn biết là trong đó có nhiều vấn đề không hiểu. Để hình thành và phát triển ý chí, cụ thể là các phẩm chất ý chí tốt đẹp, tích cực cho học sinh phổ thông trung học, giáo dục phải biết tổ chức các hình thức bên ngoài của hoạt động, nhằm thông qua đó mà các phẩm chất ý chí được hình thành và củng cố. Ý chí của con người luôn mang tính chất lịch sự xã hội. Vì vậy, giáo dục phải biết dựa vào hệ thống các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là các mối quan hệ bạn bè, người lớn, giáo viên, để hình thành ý chí cho các em. Ý chí của con người có liên quan chặt chẽ với các chức năng tâm lý khác, đặc biệt với nhận thức và tình cảm. Cho nên việc giáo dục rèn luyện ý chí cho con người nói chung, cho học sinh phổ thông trung học nói riêng không thể tách rời việc bồi dưỡng về mặt tình cảm. Trước hết là tình cảm đạo đức, với việc bồi dưỡng về nhận thức, đặc biệt là tư duy. Mặt khác, giáo dục các phẩm chất ý chí cho học sinh phổ thông trung học chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi bản thân nhà giáo dục có những phẩm chất ý chí cao cả tích cực.